hiểu về bản sắc văn hóa con người Việt Nam chúng ta. Nhìn cô, đất nước chúng ta trải dài từ Bắc đến Nam theo hình chữ S, như theo hình của cô đấy. Miền Bắc tranh cùng của Hà Nội là thủ đô là tim cô. Miền Nam có trung tâm là thành phố Hồ Chí Minh là đầu gối của cô. Vậy cô ơi, cô cho em hỏi Huế ở đâu ạ? Huế thì nằm ở... Ôi trời ơi, Huế xứ à? Mai mốt em sẽ biết. Vậy thôi đi, bây giờ cô sẽ mời các anh chị đến từ đội đặc thù Việt Nam Airlines trình bày một ca múa ba mịt Trung Nam để các em hiểu hơn về nghệ thuật quê ta nha. Mở đầu chúng ta hãy đến với một miền Trung Du Bắc Bộ. Ai diễn thì lên đi. Thank you.
miền Dương, miền Nam tới luôn anh chị ơi. Nhờ phim Hàn Quốc online mà mình trốn được cái bà chàng kia rồi. Bây giờ mình sẽ rủ em bông hot girl đi uống trà sữa. Mình ơi, mình đâu vậy? Gì đó bà? Trời thanh gió mát, em muốn... Muốn gì nữa mà muốn gì nữa? Em muốn... Gì nữa mà muốn vụ đó nè hả? Đúng mệt lắm rồi nha. Không có được nha. Mình hiểu lầm em rồi, em chỉ muốn selfie chụp hình đã quay mốt thôi mà. Thôi thôi. Thôi thôi, bà chụp hình đi bà ốc này muốn lên tôi la cho bà giờ tôi đi đây. Đi đây. Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Trời anh nói rồi à. Anh nói rằng anh đi văn cầu. Ủa đêm đi văn cầu. Sao? Anh đi văn cầu trên chiếc xuồng câu. Anh lên cây sào trong ngóng ào ào. Anh đi câu dân câu cá nào ăn? Đúng tiêu giao nơi cánh đồng sông. Lên cây sào ăn gió xì xào gió giạt giào. Anh cho ma cá đắng câu quấy núi rồi nhau. Chưa đêm dân câu anh bước lên ngõ một thứ sao. Đẹp thứ không đủ che nắng mưa giăng mưa gì đâu. Tại nha, anh sẽ bị em rồi đó mà. Em hỏi anh dân câu ra sao? Anh nói rồi mà. Anh nói rằng anh đi câu dân. Không có tình đâu. Anh đi câu dân con cá nào ăn? Con cá ăn thôi, con cá rồi người. Cá rồi người. Có tình quá. Thôi anh đi đây. Trời ơi, anh nói rồi. Anh nói rằng anh đi vui sao không? Vui quá hả? Anh vui sao không như cá dòi tông. Như sáo sổ lòng. Như sáo sổ lòng. Sáo sổ lòng. Ở nhà. Ở nhà. Sáo sổ lòng con.